Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Rồi mình đã có kaya nupadana, vedana nupadana, sita nupadana, sau đấy, tất đi bát thang, tông khăn, bi đoà bà bi, đi nè đó, tam nupadana, ác khăn ngủ, tuệ giả du. Lúc sáng ngày Tam Tạng 14 đã chia sẻ chúng ta về ba niệm xứ, thân niệm xứ, thọ niệm xứ và tâm niệm xứ. Ngài đã giảng dạy chi tiết của chúng ta về ba niệm xứ. Vậy chiều ngày hôm nay Ngài tiếp tục chia sẻ chúng ta đến một cái niệm xứ cuối cùng, đó chính là pháp niệm xứ. Ngài sẽ chia sẻ chúng ta, giảng dạy chúng ta về pháp niệm xứ. Thế đó nhập sở phía cả thì tham nu bát tân na gu hộp giả để khám mà aku du tết đệ cô đặc khăn hộp giả đấy, ở đi agu du này bắt đặt đặc khăn ở đấy, bắt tham ăn uống hộp giả đấy, đa gà ba chong lấy sủi đó, lưu đi cô, tây ya, âm thâu chén ăn, tây ya mày ya ăn, bích sủi đặt đấy, đa chong mồ lô, đi, ni vợ na lô khó đấy, đi ngã ba cô, nhắm bụng đa gà, bắt tham ăn uống hộp giả rồi mồ đấy. Thứ nhất, Ngài sẽ giảng về cái phần đầu tiên. Với cái phần đầu tiên liên quan đến cái bất thiện, cái akusala là nghĩa là cái bất thiện. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng sanh không thực tập, không tu tập thiền thì tất nhiên sẽ bị cái chướng ngại bất thiện đó gây lên, đưa đến cái sự nguy hại. Thì cái bất thiện đó chính là gì? Đó chính là năm pháp bất thiện hay là năm pháp chướng ngại. Năm pháp chướng ngại đó chính là nivarana, là năm triền cái, năm triền cái hay gọi là năm pháp chướng ngại. Phạm ma u số, agudu sekaro, kamagon, khansa lure, sikhanda, bà bé, kamagon khansa lure, sikhanda, biến thành ni để suy nhân, ta đây là logo atupu, khắc khe để ta trong mồ lu, nhà bốc đa ga, mimi do đây là logo atu ni để chỉnh má. Cô yên lông đa má, cô yên sức má. Đi kàmê sàn đá lô khó rè, kàmê gông khán giá chàng dây, phép bò là rè sô yên. Ê đi sức phép bò là rè lô, à mạng đánh tì bê bà rè. Bản chất chúng ta là một người phàm phu. Chúng ta sẽ như nào? Sẽ chìm đắm, sẽ ham thích đam mê trong những cái dục lạc của thế gian, hay là sự ham thích đam mê trong năm dục. Đó là cái bản chất bình thường của chúng ta. Chúng ta luôn luôn dính mắc chìm đắm trong năm dục. Khi mà chúng ta tu tập thiền ấy thì cái sự ham thích đam mê đó nó sẽ xuất hiện. Thì cái pháp chướng ngại đầu tiên hay là cái triền cái đầu tiên chính là kamachanda. Kamachanda là dục, là sự ham thích đam mê trong năm trần cảnh đó. Thì trong lúc chúng ta hành thiền thì cái việc tu tập thiền của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái sự ham thích đam mê đó, cái dục và cái sự ham thích trong năm trần cảnh sẽ xuất hiện tâm của chúng ta khi chúng ta tu tập thiền. Cái vì ở đây sức sanh đa mà si vũ số yên lệ, mà si vũ số đa đi cha đi ba, bi đó đi, phép bỏ là để ở đây cái mức sanh đa của bề lại này đi số yên lệ, bề lại bi lu ti lệ ba. Bề lại mà. Bề lại để lu ti lệ ba. Tây gia thầy mà bề lại. Cũng vậy, khi mà tham dục xuất hiện tâm của chúng ta thì chúng ta cần phải tu tập để chúng ta loại bỏ cái sự tham dục đó, cái sự ham thích đam mê đó. Nói với đó, cái vị cụ gà, thì á thâu lũ đi đá rõ anh nà gàng bốc gù bọ, anh nà gàng bốc gù đi á rõ, nọ bè rõ mà, thì gà mê sàn đà mập xích đồ bú, mập xích đồ bú sù yên, mập xích đồ bú lũ tì lạch bà đấy. Bậc thánh bắc lai. Bậc thánh Bắc Lai là bậc thánh tuần tư Anaham, bậc thánh Anaham đó. Khi mà chúng ta đạt được cái tầng thánh thứ ba là bậc thánh Anaham thì trở thành bậc thánh Anaham rồi thì sao? Thì sẽ dừng lại, sẽ chấm dứt với tham dục, vắng lặng tham dục. Edi lu be kamma sanda lu be namba ne vyavara su re ma chi nat de sait dodha sait era ha le be niwarana be era u le kamma sanda lu be
Cũng vậy, cái chướng ngại thứ hai, cái triền cái thứ hai chính là Vyabada. Vyabada chính là sân hận, là pháp chướng ngại. À, là cái sự bực mình sân hận đó sẽ là cái pháp chướng ngại thứ hai đối với chúng ta. Nó tadiya ga nivarana ga ro thina meida lo kho de thina meida so da ngai chen de ait chen de thai mai de so de sait ba be ai nivarana go le be khuna ga kama sanda lo be ti be ba. À, cái chướng ngại thứ ba chính là thima mida. Thima mida chính là hôn trầm thị miên, là tâm giả dời buồn ngủ, tâm mê mẩn giả dời buồn ngủ buồn chán đó. Thì cái trạng thái buồn ngủ buồn chán đó hay là giả dời hôn trầm thị miên đó chính là gì? Chính là cái pháp chướng ngại thứ ba hay là cái triền cái thứ ba xuất hiện. Nó nằm ba lý gà rõ Odessa Kokoksa chế bà đấy. Odessa Kokoksa su ra tây yá mát đề khả mà tiên luyện đề bí rõ bù lòng đề nong đa ya re gu nong đa ya re pi ro sait di pyan luan ni de a ri ha le be di kama sanda lu be di pwa mya pi ba. Cũng vậy, cái chướng ngại thứ tư mà chúng ta cũng phải tu tập để làm vắng lặng nó bằng cách là cái chướng ngại thứ tư đó chính là uddacca kukkuca. Có nghĩa là phóng tâm hay là hối hận hay là trạo hối. Có nghĩa rằng có cả hai luôn, có cả phóng tâm và trạo hối. Trạo hối có nghĩa là sao? Là tâm hối hận, hối lỗi những lỗi lầm của mình. Và phóng tâm là gì? Là tâm suy nghĩ chuyện quá khứ, chuyện tương lai đó. Thì gộp thành hai từ chính là trạo hối. Trạo là gì? Là phóng tâm, hối là hối lỗi, là có cái sự phóng tâm, sự hối lỗi xuất hiện đó. Đó là chướng ngại để gọi là năm triền cái, là cái triền cái thứ tư khi xuất hiện, khi chúng ta tu tập thiền thì nó sẽ xuất hiện làm chướng ngại cho mình. Nó sống hà gà rõ vì dì kê xà lúc hò bà rè. Ở đây vì dì kê xà gà cú yê sức thêm mà chết là rè khả mà để giá thay nhà con mà la mà thay nhà mà con mà la đi bây giá của cú quen con mà la mà cú quen con mà la đi ngà lâu nì đã mà la mà la ở đây lù la sử vi đó dùng má tăng đầy ạ sức đi đuôi hạ nạ khoa ập xin nì đề sức cú lê bè kama sanda lu be pwa mya pi ba. Cái pháp chướng ngại thứ năm hay là cái triền cái thứ năm chính là vichikicca, là hoài nghi. Là hoài nghi, là nghi ngờ. Ví dụ nghi ngờ cái việc ngồi thiền của mình có đúng hay là sai, là Đức Phật nói ra có đúng hay là sai, hay là cái việc mình đang làm, cái việc tu tập thiền vipassana của mình có đúng hay là sai. Đó, mình hoài nghi với những cái gì mình đang làm. Thì đó là gì? Đó là pháp hoài nghi. Vậy khi hoài nghi có mặt là cái pháp chướng ngại xuất hiện ở tâm của mình để ngăn cản cái thiện pháp của mình, và mình cũng phải cần tu tập nó. Elu akudu tete dhammanupadana bire khacharo kudu akudu di abhya kudu le mahu akudu le mahu de tayari gu bodhamya swabhya ga hobya ro mure elu hobya de thema nabat nè xin đây nằm ban nè ya khăn đà ngà ba phía bà đấy. Tiếp tục là cái đối tượng thứ hai, cái đối tượng đầu tiên chúng bà lê khăn bà lê niwarana là quý tân niwarana niwarana su lên rồi su đấy họ mà quý tân là thì người nói rằng năm cái triền cái này niwarana là năm cái triền cái, là năm pháp chướng ngại này chúng ta cũng phải tu tập nó bằng cái đời sống chánh niệm. Chúng ta có thể tu tập vipassana, khi nó xuất hiện ở tâm của mình thì mình cũng phải chánh niệm ghi nhận biết rõ, mình minh sát đó, mình tu tập nó. Thì đó là có, khi mình tu tập về về năm triền cái thì đó chính là gì? Đó chính là pháp niệm xứ. Đó, đó là cái đề mục đầu tiên. Cái đề mục thứ hai mà chúng ta cần phải tu tập chính là năm uẩn, là năm uẩn. Cái đề mục thứ hai chính là đề mục năm uẩn. Ta cho một lũ mình đã đông ở sức đàn hữu bà tình mà lê bê Aguduri bà khê rê aku dhamma nupadana ma le ve da niwarana a ni ne pong san ta myu myat swa phaya ga ho pya de a ra pi de kha ja de khu khanda a chang go buddha myat swa phaya ga ho pya de da chang mo lo buddha myat swa phaya ga khanda ha nga ba ho pya do mu de. Năm uẩn thì ngài Đức Phật không những dạy chúng ta về cách tu tập để ngăn ngừa để đối diện với năm triền cái
năm pháp chướng ngại, mà còn dạy chúng ta cách tu tập năm uẩn. Năm uẩn thì gồm có năm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn và thức uẩn, đó là năm uẩn. Khan đa gu hộp ya bung nga ro de myu kwe pya ba de nam ba tik ka ro khan đa nga ba gu ti phu nyat swa phaya ga hộp ya ba de da chang mo lu khan đa nga ba so ra yok de ya gu rupa khan đa lu kho de manak ka pyo khe de vedana ri a long gu vedana khan đa lu kho ba de pi ro nam ba tông nga mat ta mu ri a long gu tinya khan đa lu kho ba de pi ro di sait ye si so mu sait ye a lou lou ni de ta ya ri gu ro tan kha ra khan đa lu kho pya ba de pi ro di sait gu ro vinyana na khan đa lu kho pya ro mu ba de. Năm uẩn chính là, đầu tiên là gì, là sắc uẩn. Thì hôm trước ngài có dạy về sắc uẩn, ngài nói về cái danh sắc. Sắc uẩn chính là danh sắc, là chính là cái sắc pháp đó, thuộc về sắc pháp đó, thì thuộc về sắc uẩn. Rồi thọ uẩn, thọ uẩn chính là vedana đó, vedana khanda. Thì cái thọ uẩn thì ngài đã giảng dạy rồi, là hôm qua hôm nay ngài có dạy về cái thọ uẩn, thì chúng ta đã biết cái chín loại thọ đó, thì đó chính là gì, đó chính là thọ uẩn. Rồi thọ uẩn rồi đến tưởng uẩn, tưởng uẩn rồi đến hành uẩn. Tưởng uẩn là cái biết dựa vào kiến thức kinh nghiệm. Hành uẩn là gì, cái chủ động tạo tác. Rồi cái thức là gì, là cái biết sơ khởi đó, đó chính là năm uẩn. Pi ro nam ba ne ga eri khanda nga ba rupa khanda vena khanda tinya khanda tankhara khanda vinyana khanda su da ga be ga la ra le su de a chang taya go ti on lâu dài bà mẹ. Cũng vậy, nghe nói rằng năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy năm uẩn đó đến từ đâu? Nó là ai? Nó đến từ đâu? Chúng ta cần phải phân tích để biết được nó đến từ đâu. Pi đó đi khả năng ngã và chốc tòa để nị thá chốc tòa phụ tuệ chốc tòa để nị à chốc tòa để đi ý nhìn để nị à sư ra sĩ để sư ra gù lê bê tì bì à bà mê. Cũng vậy, ngài nói rằng chúng ta biết được cái nhân sanh lên của năm uẩn, chúng ta cần phải biết cái nhân sanh lên của năm uẩn, và chúng ta cũng phải biết được cái sự kết thúc của năm uẩn, cái sự vắng mặt của năm uẩn, cái sự kết thúc của năm uẩn, sự sanh lên và diệt đi của năm uẩn đó. Ý ngài nói rằng chúng ta cần phải biết được cái sanh lên của năm uẩn và cái diệt đi của năm uẩn. Pi đó đi khan đa nga ba chok twa de ai nibban su de de ya go thu thwan ti phu ba ri go chin saung ya ma le su de megan de ya go le be ti ya ba me. Để chúng ta vắng mặt năm uẩn, để chúng ta chấm dứt năm uẩn, để chúng ta diệt năm uẩn, có sự vắng mặt không còn năm uẩn nữa, thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải tu tập đạo đế Makkasacca. Chúng ta phải biết như thế nào là Makkasacca, chúng ta phải biết như thế nào là con đường đạo đế. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đi đến con đường đạo đế thì chúng ta mới chấm dứt, mới dừng lại, mới đoạn diệt được năm uẩn. Ê đi đó đi khăn đa ngã ba gu đa tết xa tê ya lê ba nè xin tuê bí đó em nhá sọ phía gà đa đi nha mà hộp dạ đồng bà đê. Cũng vậy, để nói đến năm uẩn thì Đức Phật không những vừa nói đến âm năm uẩn, Đức Phật kết hợp với tứ diệu đế, kết hợp với bốn đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, để mà diễn giải, để mà hướng dẫn giáo pháp cho chúng sanh. Nhá sọ phía gà nhì nhá sọ phía gà a lâu chui a xin ananda ha đi khan đa đà mát nú bà tân nà nè tốt đà bằng phía khe đê. Nhà sọ phía gà nhì nhì lê bà lê nhì ananda 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 a đi 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 khan đa khan đa đà mát nú bà tân nà gô bà bì đọ ngà bà hù ngà bà khan đa. Có vài ngài nói rằng như là ngài ananda đó, ngài trưởng lão ananda chính là thị giả của Đức Phật đó, thì ngài ananda chứng đắc trở thành bậc thánh tu đà hoàng là nhờ tu tập pháp niệm xứ. Pháp niệm xứ là tu tập trên cái đề mục năm uẩn đó và đắc được bậc thánh tu đà hoàng nhờ Đức Phật giảng dạy theo pháp niệm xứ
về cách tu tập về năm ổn. Khứ khăn đà khăn gồ bí vị sử đó, ayatana khăn gồ sẽ bí đó, biểu trả bà mê. Tiếp tục, năm ổn chính là cái đối tượng thứ hai thuộc về pháp niệm xứ. Và tiếp tục, cái đề mục thứ ba chính là 12 xứ ayatana, là 12 xứ. Ayatana gồ khó đề khả mà khăn đà ngá bà hô bồng nè mà trù đô bà bù. Khăn đà ngá bà gà tất xa lý bà nè tuê hô kê đề. Khu nà gà khăn đà ngá bà lì. Đi đàm mà ayatana, ayatana à khăn gù chà rô miá sọ phía gà tàn yô dân nè tuê bì đô khó đề. Cũng vậy, Ngài nói rằng khi mà Đức Phật Ngài nói đến năm ủng thì Ngài sẽ kết hợp với tứ diệu đế để mà Ngài diễn giải. Còn 12 xứ ấy, 12 xứ ấy, thì Ngài giảng giải theo cách khác. 12 xứ, khi Đức Phật giảng giải tới 12 xứ thì Ngài sẽ kết hợp với phiền não, với lậu hoặc để mà diễn giải giáo pháp. Eri ma luri tarawari e khanaku ma di atuem ma miya long si de abhyan ga miya long su ra bha atuem atong te ra le su ro piyan pa ga a yok di yuba yong lu kore a yok gu chi de bo no. Đã trong một lúc nhớ lâu nè, dù bà dùng nè, đã đuê. Thì Ngài nói rằng 12 xứ gồm có nội xứ và ngoại xứ, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Ví dụ, cái nội xứ đầu tiên chính là thần kinh mắt hay là mắt hay là nhãn tình sắc đó, hay là nhãn xứ hay là nhãn tình sắc hay là mắt của mình tiếp xúc với ngoại xứ, ngoại xứ, cái xứ đầu tiên chính là gì? Cái ngoại xứ đầu tiên chính là cảnh mắt thấy sắc, sắc chính là cái ngoại xứ đầu tiên. Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì đó là gì? Nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ. Pi đó dutiya atwe ga di isada atwe ma ga na si de. Di na di pian ba ga ayok ko chi bu mo ho bu la la da mya atan ko na thon bu phit de. Da jaw mo lo na ne a pian ba ga atan ne ga da twe. Tiếp tục, cái cặp thứ hai chính là cặp tai tiếp xúc với âm thanh hay là nhĩ xứ tiếp xúc với cảnh bên ngoài, với cảnh thân bên ngoài. Thì sẽ nói gọn gọn là tai tiếp xúc với âm thanh là một cặp, mắt tiếp xúc với cảnh sắc là một cặp, tai tiếp xúc với âm thanh là một cặp. Đó là 12 xứ. Ta đi à đuôi gà rồi, nó không sẽ bà đấy. Thì nó không gà biến ba cái là để anh năng ngủ siêu ba để đa trong bộ lô nó khó nè à biến cái anh năng này cả đã đuôi. Tiếp tục ngày giảng dạy tiếp theo là gì? Các cặp thứ ba chính là mũi tiếp xúc với mùi hương, hay là mũi chính là gì? Mũi chính là nội xứ, mùi hương hay là khí đó thuộc về ngoại xứ. Mũi tiếp xúc với khí hay là mũi tiếp xúc với mùi hương cũng được. Có nhiều vị dùng mùi hương, có vị thì dùng khí. Vì đó xả thì khăn áo của mà cả xả đi xa gà biên bà gà là rè ảy dà ạ khá ạ chú xa rè ảy dà phía bà rè đà dòng mù lù đi xa nè biên bà gà ảy dà nè gà đà đuê. Tiếp tục, cái cặp thứ tư chính là gì? Lưỡi, thần kinh lưỡi tiếp xúc với vị hay là thức ăn đó, vị giác đó, với hương vị, vị thức ăn đó. Thì lưỡi tiếp xúc với vị giác là lưỡi tiếp xúc với vị là một cặp. Nói bây đó ngã khu nhỏ trôi gà rõ đi khăn à khu gà gà yá lù khổ rè gà yá bà tà đà nè à biên gà thị đuôi dây à thọ thọ bà yô ế ra gà đà đuôi. Thứ hai, thứ năm là gì? Thứ năm chính là cái thân tiếp xúc với cảnh vật xúc chạm. Sử dụng từ cảnh vật xúc chạm bởi vì sao? Những cái đối tượng mà cái thân nó có thể xúc chạm được đó thì gọi là cảnh vật xúc chạm, là cái cảnh xúc chạm. Vậy thân và cái cảnh xúc chạm đó là một cặp. Bí đó đi khăn đà má đi tuy đặt để xây bỏ nó tuy đặt để xây ấy tiền ba gà tuy gì à ai dùng để mà dùng khổ ra bỏ ế ra gà đã tuy. Cái cặp thứ sáu chính là gì? Là ý suy nghĩ các pháp. Các pháp chính là những cái gì còn lưu động lại trong tâm của mình, năm trần cảnh đó. Thì năm cái trần cảnh còn lưu lại trong tâm của mình, còn động lại trong tâm của mình chính là gì? Chính là pháp. Vậy ý suy nghĩ các pháp thì đó là gì? Đó là một cặp. Ê đi lô, à tuyên gà chọc khu, à biên gà chọc khu đi, bút đại mì đề khá, tài hóa dân đi phía lạ đề. Cũng vậy, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ.
Sáu nội xứ chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu ngoại xứ chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vậy khi sáu nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ sẽ sinh ra gì? Sẽ sinh ra lậu hoặc phiền não. Sẽ sinh ra phiền não lậu hoặc. Cô chạy đề hạ sổ yên, lô bà nè bà tà đề tàn hô dân đi phía đề. Mà chạy đề hạ sổ yên, đô đà nè bà tà đề tàn hô dân đi phía là đề. Ê ra gù lê tì bì bà. Ví dụ ngài nói rằng khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần hay là sáu nội xứ tiếp xúc với sáu ngoại xứ, đúng không? Nếu mà chúng ta thích nói, ví dụ mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ cách pháp, chúng ta cảm thấy hài lòng, thì khi chúng ta hài lòng thích thú đó là gì? Là chúng ta đang bị phiền não tham chinh phục. Rồi nếu mà khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta không thấy không hài lòng, không thích, không hài lòng, không ưa, thì không thích, không ưa, không hài lòng đó chính là gì? Là tâm sân có mặt. Vậy làm duyên cho gì? Làm duyên cho phiền não sân xuất hiện, hay là lậu hoặc sân hận xuất hiện. Chú bóa lại lù mà xí đô bú xuyên lè, mà xí đô bú lù à tì bì bà bì đô lông hoa ngà gà, lông hoa bè lại nàng bì lù phía đoá nhàn lè, lông hoa bè lại bì lù chú bóa bì bà. Bè lù lông hoa bì lù. Đi cô xì mà, cô xú mà lại lù. Tà nó dừng đi, quê hoa rè xuyên lè, ô mà xí đô bú lù tì bì bà. Chú bà bè đà, lù xú lại. Kì lè tà bò là đè là chú bì đô. Mà xí đô bú xuyên lè, mà xí đô bú lù. Cũng vậy, chúng ta cũng nghe rằng chúng ta cần phải tu tập ở sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Ví dụ khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sinh ra phiền não đi, là phiền não tham hay là phiền não sân xuất hiện. Rồi khi phiền não tham, phiền não sân xuất hiện thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải chánh niệm, duy trì duy trì cái đời sống chánh niệm. Tâm tham có mặt, chánh niệm ghi nhận biết rõ. Tâm sân có mặt, chánh niệm ghi nhận biết rõ. Đó, để mình thấy ra cái sự sanh sự diệt của chúng. Đó, để mà khi mình thấy được sự sanh diệt thì mình sẽ chấm dứt được cái phiền não khổ đau. Ê đó, agudo tẹt tẹt cả niwarana gu hổ đệ, agudo agudo rio con nó juan đi đa cả khăn đa nè, ayatana gu hổ lu bi đoa ba bi, ta trong một lu khu agudo tẹt tẹt là ba rồi mẹ. Thì ngài nói rằng 12 xứ này, 12 xứ này nó có cả thiện và bất thiện. Nó có thể làm nhân để sanh cái thiện và nó có thể là cái làm nhân để sanh cái bất thiện. Tiếp tục cái đối tượng đó là cái đối tượng thứ ba thuộc về pháp niệm xứ. Và tiếp tục cái đối tượng thứ tư chính là đối tượng thuộc về pháp niệm xứ nhưng mà thuộc về đề mục thiện nghe, thuộc về cái thiện, cái kusala. Đó chính là gì? Chính là thất giác chi hay là bảy giác chi. Vì đó khu bố dân tia gu tua cha ya ao bố dân đi khôn ba si ba le ở đó bồ đà mi sư phật gia bố dân của bồ đà mi để khám má bây giờ bồ đà mi ở đây sư đồ mình biết khán đa cô má đi khán đa dụng năng để cô siêu mạnh đi đấy tadi na bố dân lục khó ba le ở đây tadi na bố dân xin đi đấy sư yên xin đi đấy lục bồ đà mi mà si vũ số nhá, em si vũ lỗ qua mi ai làm em. Cũng vậy nghe nói rằng thất giác chi chính là bảy cái niệm xứ, gồm có bảy niệm xứ. Thì nghe nói rằng thứ nhất khi chúng ta tu tập chánh niệm ghi nhận biết rõ danh sắc đang có mặt. Khi danh sắc đang có mặt chúng ta làm cái gì để chúng ta nhận biết nó bằng cách gì? Bằng cách duy trì cái đời sống chánh niệm. Chúng ta phải có niệm. Đầu tiên phải có niệm. Bởi vì sao? Niệm là ghi nhớ biết rõ, đúng không? Ghi nhớ hay biết, cái sự ghi nhận, cái sự ghi nhận, cái sự ghi nhớ, cái sự hay biết đó chính là niệm đang có mặt. Thì khi niệm đang có mặt như vậy thì chúng ta biết rõ niệm đang có mặt. Khi niệm đang có mặt mình biết rõ niệm không có mặt, hay là niệm không có mặt mình biết rõ niệm không có mặt. Thì đó là gì? Thì đó là cách tu tập ở ở cái niệm xứ đầu tiên, tức là niệm xứ. Cái thất giác chi đầu tiên là niệm giác chi. Cái đó là cách tu tập về niệm giác chi đầu tiên. Khi chúng ta chánh niệm trên danh sắc, chúng ta ghi nhớ, ghi nhận, ghi nhớ hay biết, cái sự ghi nhớ hay biết là do niệm. Vậy khi niệm có mặt chúng ta biết rõ niệm giác chi đang có mặt. Nếu mà niệm giác chi không có mặt chúng ta cũng chánh niệm biết rõ niệm giác chi không có mặt. Ari tadi dambo zen di mimi si ma ma phit po di ra go phit po la ra go le ti ba bí đó, phép bỏ là bí để tự đi tâm bồ tát ngã, bí hòa hòa ông phép đoạt bí số ra lấy về,
tỷ bí bà. Cũng vậy, Ngài nói rằng khi niệm giác chi chưa có mặt, chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận biết rõ. Khi niệm giác chi đang có mặt, chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận biết rõ niệm giác chi đang có mặt. Hay là niệm giác chi đang tăng trưởng, chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận biết rõ niệm giác chi đang tăng trưởng. Đó, chúng ta có thể chánh niệm thất giác chi. Nếu có niệm giác chi xuất hiện như từng cái giai đoạn như vậy, chúng ta cũng phải thiết lập chánh niệm ghi nhận biết rõ cái niệm giác chi đang có mặt trong hiện tại. Ở đây lưu bế, tất đi tạm bố dân này à mà, đảm mạ vi sĩ à tạm bố dân lưu khổ rệ. Vì bắt đầu nạ đầy à, sưu bố á rệ khả mà, cô yê khăn đà gà, phép biên nê rà rì gù, chi sưu đất đế, đảm mạ vi sĩ à tạm bố dân gù lê bế, sưu bố á bì bà. Bà lê, đảm mạ. Đảm mạ vi sĩ à tạm bố dân. Đảm mạ bê lô lê bế. Ê rà gà, đảm mạ sù rà gà đầy à, đi khăn đà gù mà. Chép bồ nì rè tè yà rì gù, vì sì yà sù rà xà rà. À xà rì à. Ê, rè sù rà bì nhà bò, vì bà tà nà bì nhà bò. Tiếp tục, cái pháp giác chi thứ hai chính là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi giống như là cái sự phân tích của trí tuệ vậy đó. Nếu mà có cái sự phân tích của trí tuệ xuất hiện, ví dụ khi mình tu tập, chánh niệm ghi nhận biết đó ở danh sắc, bắt đầu mình cái trí tuệ xuất hiện, cái trạch pháp xuất hiện, thì chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận biết rõ trạch pháp đang có mặt, đang hiện diện, đang có mặt. Nam ba đông ngã viriya nam bo zen su da ga di tia lo gu lo de kham ma chu chu sa sa lo son chen le sai gu le be eri lo be phi suet bi do chen bi ba. Không phải, cái trạch pháp thứ ba chính là gì? Trạch pháp thứ ba chính là tấn giác chi. Tấn giác chi là gì? Là sự nỗ lực tinh tấn, tinh cần, tinh chuyên trong cái việc tu tập hành thiền, cái đời sống tu tập hành thiền. Đó, mình duy trì được cái sự tu tập là nhờ cái pháp tinh tấn. Mình cũng phải chánh niệm ghi nhận biết rõ có cái sự tinh tấn đang có mặt. Nó được hả? Đi tia thuộc đề khả mà biến y ra nhìn huy ra đi phía là yên đi bố đà phía yê gông đô đi gu bó rà rù bà rù sà rè sếch xuyên lãng đoá dì đè bì đi tàm bố dàng gu lê bè bó mẹ bì bà. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập thiền, lúc đầu tâm chúng ta có thể buồn chán, không có phỉ lạc. Nhưng mà sau một thời gian chúng ta tu tập, cái sự tu tập được phát triển, bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái phỉ lạc, những cái hỷ. Thì đó chính là hỷ giác chi đang có mặt, tâm hăng hoan vui vẻ, hạnh phúc. Thì cái tâm hăng hoan vui vẻ hạnh phúc chính là gì? Chính là hỷ giác chi. Khi hỷ giác chi có mặt như vậy xuất hiện, thì chúng ta cũng phải thiết lập chánh niệm biết rõ hỷ giác chi đang có mặt. Cái trạng thái tâm giác chi thì giác chi đang có mặt, chánh niệm ghi nhận biết rõ nó thì giác chi đang có mặt. Tí đó eri niya ma ti patat di tambo zen lo kho de nyin i de sait tha nyin i de bo zen go le be pwa bi ba. Không những vậy, khi có hỷ giác chi rồi, bắt đầu tâm được từ từ được thiết lập được chánh niệm, thì bắt đầu có cái sự an tịnh xuất hiện, hay là an tịnh giác chi có mặt, tâm bắt đầu an yên thanh tịnh. Cái sự an yên thanh tịnh đó chính là gì? Chính là tịnh giác chi. Khi an tịnh giác chi có mặt thì chúng ta cũng phải thiết lập chánh niệm ghi nhận biết rõ an tịnh giác chi đang có mặt trong hiện tại. Chánh niệm ghi nhận biết rõ cái sự an tịnh đó. Bi đó tỳ ya vipassana a thu đệ kha ma sik ga pyan luen bi đó đi pya pya ta le khat phit ni yin pya ya khat ni de so yin tâm tha gu bua bi tin yin bua bi ya me da chang mo lo tamadi tambo zan gu le be bua mya bi ba ba le bi di tia a thau de kha ma le tamadi ma ya bu vipassana shu ya da tamadi ma ba bu so yin tu wa tia ma pao bu ai di chain ma tâm tha gu ne ne pyan bua bi tin bua bua bi ya ma bo no tamadi thì cũng vậy, tiếp tục cái định, cái giác chi thứ sáu chính là định giác chi. Cũng vậy, Ngài nói rằng khi mà chúng ta tu tập thiền vipassana mà cái tâm mà chúng ta nó bị phóng tâm, thì chúng ta cũng phải trở về định, trở về samatha để chúng ta thiết lập cái định giác chi.
để củng cố lại, đừng để cho tâm bị phóng tâm nữa. Là nhờ khi mà chúng ta tu tập định giác chi ấy, thì định giác chi nó làm cho tâm mình sẽ được an trú vào một có sự an định, có sự an định về về tâm. Nó sâu ngà rõ ubikha tam bồ tát á thục lu con nì đệ ba mà mập chích bù sôi nhé bồng mà đại lý chia sẻ ubikha biểu bi đó chú ra á thục ba. Cũng vậy, ngài nói rằng khi chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta tinh tấn tu tập, thì tất nhiên khi mà chúng ta đạt được những cái sự thành tựu thì bắt đầu cái sự thành tựu đó nó cũng sẽ trở thành một cách tự nhiên, bình thản tự nhiên. Thì cái sự bình thản tự nhiên đó chính là gì? Chính là xả giác chi. Chúng ta cũng phải thiết lập xả giác chi, hay là chánh niệm ghi nhận biết rõ xả giác chi. Đa dòng bồ lô đi và con này cú đủ này bắt đẹp bí đô nhá xóa phải giá gà đi bố dân gà khuôn nạp bá hồ đi sưu quen mà hô bia đô mù bà đê. Vậy Đức Phật ngài nói rằng, thì Đức Phật ngài dạy đó là bảy cái pháp thiện Kusala. Bảy cái pháp thiện đó chính là gì? Chính là thất giác chi. Bởi vì thất giác chi chính là bảy cái điều thiện, nó không liên quan gì đến bất thiện cả, nó là chính là cái thiện pháp đó. Thì đó là bảy cái thiện pháp hay là bảy cái giác chi mà Đức Phật giảng dạy, và chúng ta cũng phải thực hành tu tập chánh niệm ghi nhận biết rõ với những bảy cái giác chi đó. Đa cho mu nhất so phía gà nó xuống chốc gù rõ tế xa lì bạc nế chốc bia thả bà rế. Đa cho mu lu bê gây xa mà mà xu tế yá á thông ni hà tế xa lì bạc gà mà kèm bù. Đa cho mu lu đi tế yá xa á thông đền ni gà xa bù lu đi tế xa lì bạc gù chù bì đó bíu bia bì 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 bì. Thì ngài nói rằng cái đối tượng thứ năm thuộc về cái đề mục niệm pháp chính là gì? Chính là tứ thánh đế, là tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế thì ngài nói rằng khi mà chúng ta tu tập thì bất kỳ lúc nào cũng có sự liên quan đến tứ thánh đế cả, đến khổ tập diệt đạo luôn luôn liên quan đến tứ thánh đế. Và ngài nói rằng tứ thánh đế thì ngài nói rằng ngài đã dạy chúng ta rồi, nhưng mấy ngày trong mấy ngày hôm nay ngài cũng có diễn giải về tứ thánh đế, thì ngài nghĩ rằng mọi người cũng đã biết về tứ thánh đế, vậy thì ngài cũng diễn giải thêm về tứ thánh đế. Vậy tổng cộng pháp hành niệm xứ, pháp niệm xứ gồm có năm cái đối tượng chính là gì? Đầu tiên là năm pháp chướng ngại, thứ hai là năm uẩn, thứ ba là 12 xứ, thứ tư là thất giác chi, và thứ năm chính là tứ diệu đế. Ê đi mà tất cả lý văn này hô bia bí đồ nhá sọ bia gà à mà khẳng chết à sâu mà à mà khẳng chết khu bí thả bà đấy bà lê phía à mà khẳng chết bà hù chênh bà yá mẹ sửa ế là gà rô bà lê sử đó yá hàn đủ đi tía á thuốc chá đề yô gì tù đồ dàng bán đủ đi tất tí bà thang lý bà gù bà mía bà bà mía yên khuôn nâng nâng gật văn mà yá hàn đà bà gù phía mẹ yang na bộ gồm phía yên tadiya asen anaga bộ gồm phía ba mẹ. Thì ngài nói rằng Đức Phật ngài dạy chúng ta cách tu tập về tứ niệm xứ, thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Đó là bốn niệm xứ mà Đức Phật giảng dạy chúng ta để chúng ta tu tập. Và Đức Phật ngài chắc chắn rằng ngài bảo đảm chúng ta luôn, trong kinh điển có nói ngài đảm bảo chúng ta khi mà chúng ta tu tập về tứ niệm xứ thì chắc chắn nếu trong vòng 7 năm mình chắc chắn sẽ mình có thể đắc được đạo quả A La Hán. Nếu mà không đắc được đạo quả A La Hán thì sẽ đắc được những cái bậc thánh thấp hơn, như là bậc thánh Tư Đà Hàm. Đó, thì nói rằng trong vòng 7 năm chúng ta cũng có thể đắc được đạo quả A La Hán. Đó để khôn nên nhớ ra ngà gà để luôn sống biểu ra bà để chú gà chọn nế, để chú gà ngàn nế, để chú gà linh nế, để chú gà tông nè, để chú gà đi nè nè, để chú gà tên nè đi đi, yán đà xếp đoán nè bà đế, yán đà mà xếp bú sâu yên đi nà gàm xếp đoán nè bà đế. Cũng vậy, trong vòng 7 năm nếu mà người tu tập miên mật trong vòng 7 năm có thể chắc chắn đạt được đạo quả La Hán. Nếu mà không đắc được đạo quả La Hán thì cũng đắc được bậc thánh Anaham, bậc thánh Anaham. Nếu mà 7 năm mà người đó không đắc thì có những người họ có thể họ trong vòng 6 năm họ đắc, có thể trong vòng 5 năm họ đắc, có thể trong vòng 4 năm, 2 năm, 1 năm họ đắc. Nếu họ không đắc được bậc thánh A La Hán thì họ cũng đắc được bậc thánh Anaham. Tên nị sura tha lại ông nè, nó sở bây giờ cả. Khoan là
cho là nga là li là tôn là na là ta là pi đó ờ khuân này giờ đoán mà đoán mà thì giang đa bộ cụ phết đến phết mà phết như anh đang bộ cụ phết hoàn thành bài đấy luôn. Cũng vậy khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ, nếu mà có những người có căn cơ hơn, họ có thể trong vòng 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng và ngay cả 7 ngày cũng có thể chứng đắc được bậc thánh La Hán. Nếu không trở thành bậc thánh La Hán thì cũng thể ít nhất thành tựu được bậc thánh A Na Hàm. Ở đây đó, nhà sư Phật gia à chung mà khu đền đi gặp yoga từ lúc bé, tất đi bắt hàng lì ba số đa đi gặp ba bồ mà nhân chăm ở đây xếp phiếu xem bố, à là, bây giờ bù suy ngô chui chân đi lòng nhà phố, bây giờ cô sinh nhật sinh nhật chân chung nhân bố, à đó bây giờ à đi nhàn du nhà bố, nay bạn gồm nhà mập biu bố đã khu đi đó làm bể luôn, ngà ngà phi á số lô chân này đấy, hả mà cái này, hồi đến giờ, được không? Ngài có chia sẻ lại cái sự thành tựu như cái thành tựu mà khi mà chúng ta tu tập về tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ đạt được những cái pháp đặc biệt, những cái pháp bảy cái điều tốt đẹp. Thì hôm trước ngài giảng dạy rồi thì sư đang tìm lại để nhắc lại cho quý vị. Sư ghi đâu sư? Cho chị. Đi. Gì? Gồm có tôi phải bilu gì mà bị tha bị mà tha liền nạp bạch tiệt cả bây giờ sư bỏ cái tờ giấy đó đông vào một góc đó rồi bây giờ sư sẽ viết lại nạp bạch tiệt và lê phi nạp bạch tiệt cả ta đi bạch thang lê ba sù đá đi ta giang thi đó làm sẽ đẹp bà đuổi lê sù đó nạp bạch tiệt phiêu sàng bộ nạp bạch tiệt phía phiêu sàng bộ nạp bạch tiệt cả đi bù suy chân ngô chui chân lòng nhọc hộ nam bát tông à cố san yết sích san yết chẳng kiêm bố nam bát lê nam bát ati nhàn du ya bố nam bát lê nam bát ngã gan nay bang gồm nhâm bắp yu bố ra về đó thì nó là năm điều như đợt trước cần như ngày hôm trước sư có nói sư có chia sẻ và ngài có dạy và chia sẻ khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ thành tựu được năm thứ. Thứ nhất là gì? Tâm của chúng ta sẽ an tịnh, sẽ trong sạch. Đó là cái điều đầu tiên khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta đạt được cái sự thanh tịnh hay là sự trong sạch của tâm. Thứ hai, khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ chấm dứt, loại bỏ được sầu bi khổ ưu não, những cái phiền não đó. Và thứ ba là gì? Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ có cái thân tâm được an tịnh, thân tâm không bị khổ đau phiền não, thân tâm luôn được thanh tịnh an lạc. Thứ tư là gì? Là trí tuệ được thành tựu. Và thứ năm là gì? Đạt được niết bàn, đạt được sự giác ngộ. Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ thành tựu được năm điều như vậy. Rồi nhớ sọp gia cả đi niệm mà anh na gan bị phật lạ nè, ra ta phật lạ nè khu đi mà khó đấy lấy. Ở đó chi mà cả tối đa bằng na tối đa bát đi phật lạ, nó nói bây đó ta gan ra bị phật lạ nè khu bây đó mà đi mà biểu đấy anh na gan bị phật lạ bây đó mà ra hạt đã yên đã vậy nó. Ở lô lê khu chi đấy lô ria bao gồm phô phật lạ phô lê yếu chi đấy. Phô nè phô nè bả lạ ဖလာဖလာတော့အဲ့တော့ဘောဘောဟိုဟာဖိုးချာမင်းဘောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရှိတယ်အရိယာလေးယောက်ပဲမှန်ပါမှန်ပါနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရှိတာမြတ်စွာဘုရားဒီမှာနှစ်ယောက်ပဲဟောတယ်ဒီမှာမှန်ပါမှန်ပါရဟန္တာဖြစ်မဖြစ်အနာဂံအနာဂံအဲ့တော့ရှေ့မှာနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကတောတာပန်နာရဲ့တဂရဂံဖြစ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီဟာကိုအားထုတ်လို့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိ
biểu diễn bị bà mẹ lục khu. Thì lúc nãy ngài có chia sẻ về hai bậc thánh là bậc thánh A-la-hán và bậc thánh A-na-hàm. Ví dụ khi mà tu tập mà không đạt được trong vòng 7 năm cho đến 7 ngày, nếu mà không đạt được bậc thánh A-la-hán thì cũng đạt được bậc thánh A-na-hàm. Nhưng khi nói đến hai bậc thánh thì vẫn còn hai bậc thánh nữa là bậc thánh Tu Đà Hoàng và bậc thánh Tư Đà Hàm. Đó. Thì về hôm nay ngài thiền sư ngài Tâm Tạng 14 thì ngài sẽ dạy chúng ta khi một người đắc được bậc thánh Tu Đà Hoàng, bậc thánh nhập lưu đó, thì bậc thánh đó có trạng thái tâm như thế nào, thì ngài sẽ chia sẻ chúng ta. Ê. Đó bát tham ưu sông Ariya ga Tota pan na poku lu kho de. Na. Ê. Tota pan poku phet twa de tu ga di putthu sin di ne sait ma tu ro pyaung le wa de. Ba pyaung le wa le so ku 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 san chin le kha de number 1. Putthu sin di ga lobha dodha di phet de kha li phet pi yan phet yan phet yan she ni da. Mà chỉ nát cái xích thôi, mà chỉ nát cái xích, bộ phe này là chắc tâm nào cả, phe hoa ra, tôi cha này, cha hoa này, tôi đã bằng cha đó, tăng tỷ vị đó, tăng nhân hoa, ông xoan này này tuạ, tí tuạ là ba là đấy, cái tuạ cái liệt đáp sẽ là vì suy nhỉ, tuạ nó cả, cái tỷ là lại đấy, chế trình tí tuạ đấy, chế trình béo tuạ, chế trình béo tuạ, chế trình béo tuạ, chắc tâm nào xem mà. Thì ngài nói rằng khi bậc thánh Tu Đà Hoàng, khi mà một người đắc được bậc thánh Tu Đà Hoàng ấy, thì rất là khác biệt với cái tâm phàm phu của chúng ta. Cái sự phàm phu và bậc thánh nó khác nhau. Thì ngài nói rằng khi một người mà đắc được bậc thánh Tu Đà Hoàng ấy, thì đối với một người phàm phu ấy, khi tâm tham xuất hiện, tâm sân xuất hiện ấy, thì tâm tham tâm sân đó sẽ khuấy động ở người đó, khuấy động làm cho người đó phải điên đảo trong tâm tham tâm sân đó. Cái tâm tham tâm sân xuất hiện là tâm tham tâm sân nó lâu dài mà nó bền bỉ mà nó hành hạ chúng ta rất là lâu dài, đúng không? Đối với phàm phu khi mình tham lên là cái tâm tham nó hành hạ mình lâu dài, rồi cái tâm sân nó sân lên rồi nó hành hạ mình rất là lâu dài. Nhưng mà bậc thánh nhập lưu lại khác chúng ta. Bậc thánh nhập lưu khi mà tâm tham xuất hiện là tâm sân xuất hiện lên một cái là ngay lập tức vì đó dập liền, là không để cái tâm tham tâm sân đó xuất hiện một cách lâu dài bền bỉ. Khi xuất hiện vì đó vì để chánh niệm loại bỏ luôn. Dừng lại luôn tâm tham. Khi tâm sân xuất hiện vì đó chánh niệm, tâm sân tự động dừng lại luôn. Đó, thì rằng bậc thánh nhập lưu ấy, khi tham sân xuất hiện nhanh chóng dừng lại, nhanh chóng diệt đi. Còn kẻ phàm phu chúng ta khi tâm tham tâm sân xuất hiện thì nó sẽ hành hạ, nó sẽ ở lâu với chúng ta rất là lâu. Hành hạ chúng ta rất là lâu. Còn bậc thánh Tu Đà Hoàng thì lập tức dừng lại với tham sân. Nam anh nghe lưu đi bút thu zen này ali, đặt tận nơi phía là vì số yên, cô mi khu ya nhìn ấy ya mềm, xuất thủy bù lòng này đã, tối đa bằng bao cố gà rồ, ngã đuôi, sinh nhìn ấy gì ya nì ya, tê cha xí đoá bì lô, tu gà tì đấy, tiếp tục bậc thánh Tu Đà Hoàng lại khác chúng ta. Khi một kẻ phàm phu mà gặp những cái vấn đề không như ý, gặp những cái bất trắc đó, thì người phàm phu sẽ điên đảo, sẽ bấn loạn trong cái sự bất trắc, trong những cái vấn đề không như ý đó, hay là những cái bất trắc trong cuộc sống đó, thì người phàm phu sẽ dính mắc trong cái sự bất trắc, sẽ tâm sẽ rành bất an, tâm sẽ điên đảo, tâm sẽ phiền não khổ đau. Đó, khi gặp một cái bất trắc gì trong cuộc sống. Còn bậc thánh Tu Đà Hoàng thì sao? Khi mà lỡ gặp cái bất trắc trong cuộc sống ấy, thì bậc thánh Tu Đà Hoàng tự động có cái nhiệm vụ là làm cho tâm mình trở nên an tịnh một cách nhanh chóng. Đó, còn mình thì dính mắc trong những cái bất trắc đó, mình phiền não, mình khổ đau, mình than vãn tùm lum tùm la hết nhiều vấn đề, đúng không? Còn bậc thánh Tu Đà Hoàng là tìm cách khi mà có những vấn đề xuất hiện một cái, những cái bất trắc xuất hiện một cái là ngay lập tức bậc thánh Tu Đà Hoàng làm cho tâm được thanh tịnh một cách nhanh chóng. Ta cho mô lô tốt đa bằng lì gà sích sáng dê luôn lô cô gục gục tất tì đề xù đà lê mập chân này lô. Ngài nói rằng không có cái đối tượng nào mà làm cho cái bậc thánh Tu Đà Hoàng phải phiền não, phải phiền não, phải đau khổ cả. Nam bà tô đi ngà tì thá rè tì nhàn hà nhá xòa phê yá yê đi bố đà bà tà mà bè xì đê biến ba gà gà ba bố gà bê ba da ma ma đi lu nhanh chán gì đê đi nhằm yu mà xì bú lu tu tì đê. Cái điều thứ ba là gì? Bậc thánh Tu Đà Hoàng có một niềm tin vững chắc với Đức Phật. Bởi vì sao? Cái niềm tin vững chắc như nào? Có nghĩa cái việc niềm tin rằng những cái trí tuệ mà đang có mặt ở nơi bậc thánh Tu Đà Hoàng đó, chỉ có Đức Phật mới là người, chỉ có giáo pháp trong Đức Phật thôi.
mới có được cái trí tuệ đó. Còn ngoài giáo pháp của Đức Phật thì không có một cái tôn giáo nào mà có được cái trí tuệ mà bậc thánh Tu Đà Hoàng đang có. Chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện thế gian, ngài dạy và người đó tu tập trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng. Và khi trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng thì bậc thánh đó có một cái trí tuệ thâm sâu như vậy. Thì cái trí tuệ thâm sâu đó có mặt trong cái thời kỳ, trong cái giáo lý của Đức Phật thôi. Còn ngoài cái tôn giáo khác, ngoài cái phương pháp khác thì không có được cái trí tuệ như vậy. Thì bậc thánh Tu Đà Hoàng có niềm tin vững chắc như vậy. Đó là điều thứ ba. Đi đó nằm ba lê là lê vậy. Nằm ba lê gà ba lê sù đó để vị đa khả đề gà ma jì đủ nà đà bình tà thi đủ à tô đà bà. Nằm ba. Lúc sau đó ta yê kì sà tà mì yê kì sà đi à tuệ si hoa đi xa đi lâu đi à mẹ jì lâu đi. Lúc bè à xin à nàng đà lê tô đà bà. Tu lê bè yà hàm bộ gù sò rò tà ngà rò đi tuệ à lâu đi phá yà tuệ à lâu đi à mẹ jì lâu đi. Bà rì bè à lâu xúc xúc đi. Tôi sẽ cả tây yao am nhiên ngang nghe đấy, vậy là tây yao bé am nhiên ngang nghe đấy, ngã má ô bạn ấy tuổi lớn rồi, nuối đi đi, à sa sa làm là, à sa sa để khám má, ô à sa ô sa ra sa ra bé, tu cái lê ô am nhiên ngang, am mì à đi, nuối am mì, tu nuối am mì à, à đi cái lê ô am nhiên ngang chỉ đi đấy, à sa sa ra sa ra bé, à thế bé bảo là nó âm mì đi nghe nghe đi nó âm mì đi nó âm mì đi nó âm mì cả nó cái lì gù nghe đi đấy nghe đi đấy đam mê tu san đi đấy san đi vì mẹ tu cái lì anh để kia là anh để kia là sao tu em nhận chỉ đi đấy nghe đi đấy em lúc về thì tôi đã bằng đi cả bấm bấm lục 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 si vua bấm bấm xa xa tại giá của em nhận nghe đi đấy thứ nhất cái điều thứ tư là gì? Bậc thánh Tu Đà Hoàng, ngài nói rằng đưa như ngài đưa ra cái ví dụ giống như là ông Cấp Cô Độc hay là bà Visakha hay là ngài Ananda đều là gì, là đều là bậc thánh Tu Đà Hoàng cả. Thì là bà Visakha là ông Cấp Cô Độc là sao? Họ sống trong cuộc đời, họ vẫn lo về gia đình, họ vẫn có vợ có chồng, họ vẫn sinh con đẻ cái, đúng không? Họ vẫn kinh doanh, họ vẫn làm việc rất là nhiều, họ vẫn sinh hoạt rất là bình thường, cái đời thường nhật rất bình thường, đúng không? Chúng ta thấy như vậy. Ngài Cấp Cô Độc, ngài cũng có vợ con, ngài cũng có gia đình, ngài cũng có làm việc, ngài cũng có tất cả mọi thứ. Bà Visakha cũng vậy, cũng có con, có gia đình, có chồng, rồi vẫn đi làm việc kinh doanh bình thường. Rồi ngài Ananda thì sao, cũng là bậc thánh Tu Đà Hoàng. Khi ngài trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng thì sao, ngài vẫn làm việc, ngài vẫn phụng sự giáo pháp, ngài cũng giúp chư tăng hỗ trợ chuyện này, hỗ trợ chuyện kia trong giáo pháp của Đức Phật. Các ngài vẫn sống trong thế gian, vẫn làm việc bình thường của chúng ta. Nhưng mà có một điều đặc biệt rằng các ngài luôn chăm chú bảo vệ trong giáo pháp, nghĩa là sao? Là các ngài luôn luôn quan tâm đến cái điều đúng pháp. Cái việc mình đang làm những việc đó, cái việc nào có đúng pháp hay không? Các vị luôn chăm chú đặt trọng đến cái điều đúng pháp đó. Không bao giờ để cho mình đi lệch với cái điều sai, cái điều đúng pháp. Không bao giờ để cho mình đi sai pháp. Và luôn luôn chăm chú nhìn vào cái hành động của mình để luôn luôn bảo vệ cái hành động mình là một cách đúng pháp. Đó, thì bậc thánh Tu Đà Hoàng có cái khả năng chăm chú để ý trong những cái điều đúng pháp, không để cho mình đi sai pháp. Đó, bậc thánh Tu Đà Hoàng luôn luôn có khả năng làm được như vậy. Tuy bậc thánh Tu Đà Hoàng vẫn làm việc với chúng ta, vẫn sống, vẫn sinh con, vợ chồng con cái vẫn làm việc, nhưng các ngài luôn luôn quan tâm đến chánh pháp, làm đúng chánh pháp, thực hiện chánh pháp, luôn luôn quan tâm đến cái điều đúng pháp. Đó, không bao giờ để cho tâm mình bị lôi cuốn theo những cái ác pháp, là lôi cuốn theo những cái công việc mình làm. Đó, hay chạy theo thế gian là không có. Các ngài luôn luôn trở về chánh pháp, quan tâm chánh pháp và để cho chính mình làm đúng với chánh pháp. Đó là cái quan trọng mà bậc thánh Tu Đà Hoàng có được. Bây giờ lu bộ nam ba nga bộ nó nam ba nga lu đi su yên lu đi su yên nga ba đi làm mía đấy. Yahan đi su yên lấy về abba đi tên này. Tên bị mẹ lấy em nhớ đang đi từ nhà cha bị đó tu ban đi đấy. Nào được bao nhiêu ạ? Ồ, we need tỷ là này bắt đầu biết rồi đi. Tôi đã bằng bố gù cả lưu số yên đó, ngã ba tỷ là mía đấy. Giờ hàng số yên này, we need à bắt đi gù tên này chú luôn đấy số yên đó mà đi từ nhà cha biết rồi đi đấy. Đi từ nhà cha đi. Đi 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 đi. Làm cái tôi đã bằng bố lúc bắt đầu biết à? Tôi đã bằng số rồi, luôn đi đấy. Long chong đi là bộ. Long chong đi à? Tỷ là biết sống đấy. Tỷ là biết sống đấy. Tỷ là biết sống đấy số là cả. Long và biết sống là mà không bù. Để chú à bắt đi tên này. À, tên chân tên này, tên bị mẹ lấy, cú giá bị đó, nì đấy.
Thế mà ngài nói rằng cái điều thứ năm là bậc thánh tu đồ hoàng nếu là một cư sĩ ấy, thọ trì năm giới ấy, thì chắc chắn bậc thánh tu đồ hoàng sẽ gìn giữ giới trong sạch. Nếu bậc thánh tu đồ hoàng trở thành một vị thánh tăng ấy, hay là một nhà sư ấy, thì bậc thánh đó sẽ giữ gìn giới hạnh trong sạch. Nhưng mà giới của tỳ kheo đôi khi rất là chi tiết. Có những cái lỗi lầm ấy, đôi khi vô tình thôi, ví dụ đắp y không ngay, không chỉnh tề, hay là đi ra đường không đắp y kia nọ, có thể là phạm những cái lỗi abati, cái lỗi có thể sám hối. Thì bậc thánh tu đồ hoàng luôn luôn sẽ sám hối với những lỗi lầm của mình, những cái lỗi lầm là những cái lỗi bình thường đó nghe, cái lỗi nhỏ nhặt thôi, vì giới tỳ kheo rất là chi tiết, tới 227 giới là những cái lỗi. Giới của tỳ kheo có hai lỗi giới, thứ nhất là giới thuộc về tạo nghiệp bất thiện, và giới thuộc về phát triển phẩm chất nữa. Đó, có những giới thuộc về phẩm chất đôi khi là bậc thánh tu đồ hoàng cũng phạm. Thì các ngài khi phạm một cái là các ngài sám hối liền. Đó, thì nói rằng còn với một vị tu đồ hoàng mà thọ giới, cư sĩ năm giới thì chắc chắn sẽ thành tựu, sẽ trong sạch. Number 6 ka yasua phaya be phit phit yahan di be phit phit lu di be phit phit tyaw yaw ka di vipattana taya di kho ni de so yan le suicide bi na chan le mà suicide ayong suicide bi ro na da na taya bo no vipattana taya along taya along phaya ye taya mang la mya. Thì cái điều thứ sáu là gì? Khi bất kỳ ai, dù là cư sĩ hay là chư tăng hay là bất kỳ ai, khi nói đến giáo pháp, khi giảng dạy Dhamma, giảng dạy giáo pháp, thì bậc thánh tu đà hoàng sẽ chăm chú lắng nghe chánh pháp một cách trang nghiêm, một cách đầy đủ. Các ngài tôn trọng chánh pháp đó, bậc thánh tu đà hoàng có khả năng là tôn trọng chánh pháp và tập trung lắng nghe một cách tôn kính với giáo pháp đó, chứ không phải nghe một nửa nghe nửa không là không có nghe. Bậc thánh tu đồ hoàng là không có nửa nghe nửa không, như mình là mình vừa nghe mình coi phim, là vừa nghe mình nói chuyện, không có. Các ngài sẽ chăm chú tuyệt đối với chánh pháp, lắng nghe chánh pháp đó, bậc thánh tu đồ hoàng có cái khả năng như vậy. Đó là điều thứ sáu. Number four tề giá đi hoa già ra gu na bi bi su yên quan ta lại ta ngà đi tề giá gu ngà đi tha ghe bi quan ta lại ta bi đi to mình đã tập xe lại ta alo em ta mà chỉ na lại ta ngà bồ wa ya đi lại ta lo quan nhỏ mà số quan ta mà số bi đi phe luôn mà số phe bi đó tu miao u le về a jan a thông si chân le anh ăn thuốc gì chứ này, cô đoạn này quan tả lục biểu lục sông. Khi bậc thánh tu đồ hoàng, cái điều thứ bảy đây là gì? Cái điều thứ bảy chính là gì? Là khi bậc thánh tu đồ hoàng lắng nghe pháp bảo, chăm chú cung kính lắng nghe pháp bảo. Khi lắng nghe pháp bảo xong ấy, thì bậc thánh tu đồ hoàng hoan hỷ pháp, hăng hoan với giáo pháp, tâm hoan hỷ xuất hiện. Thì nói rằng cái sự hoan hỷ chưa đủ, hơn cả hoan hỷ nữa. Khi bậc thánh tu đồ hoàng mà nghe được chánh pháp rồi là hơn cả hoan hỷ nữa. Không những hoan hỷ mà còn mong muốn là sẽ thực hành được giáo pháp, luôn luôn mong muốn thực hành giáo pháp đó. Bậc thánh tu đồ hoàng có cái tâm như vậy, luôn luôn hoan hỷ giáo pháp, yêu quý giáo pháp, hài lòng với giáo pháp, và không những dừng lại chỗ đó mà còn muốn thực hành giáo pháp khi lắng nghe giáo pháp bảo. Đó là điều thứ bảy. Ê, là chọn lúc a chỗ áp chân bà biểu chân lê sổ đồ mẹ sọ phá yá gà bà rì nèk bàn sàng khá ní mà phá yá sì gù tu bà đà bà rà bà yó lá rè nó sông tụ tên nè bà rì nèk bàn sàng khá ní xe ngà mê nèk lọ bà lù rò rà xe ngà mê nèk xe ngà mê nèk lù tù lọ lù rì lè chê mà tu bà đà tu bà đà su bà tà su bà đà yó lá rè su bà su su bà đà subat bada ba bago subata subada 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 mama subada yola re subada subada ero tu ya tu bale tu yau cha la tu bale tu ka tu ga yau cha yau cha da me tu ga yau cha ye o parabyte so a phu wo da parabyte o a phu wo da phu phu o mama mama lo tu ga a phu wo pi lo yau la ro a shan ananda ga he lu khamya bdu le phaya ne twi chan lo de mo wen ya bu mama phía mô nì đấy, sau đó mấy sao phía cả, hey Ananda, bắt đầu lên, quan lạc quan biểu lại ba, ờ là nè, đùa quan hóa đấy, quan hóa đấy, khá chả đấy, mấy bà biểu chân là lên rồi, à xem phía, cái bà bố mà,
คนในงานดีในงานหูน่ะมาดีน่ะมาพะยาพะยาพะยาได้ญาไล่ตาอ่าเปยาก็พะยาอสึกแล้วพะยาเด้อ่าเอตูอ่ะต้อมมีเด้อ่ามีเด้อคาจ่าတော့แห่เนี่ยสกาโกผีนี่ผู้ง่ามาอฉิ่มไม่ရှိဘူးอ่ามาญาสอบพะยาก็ดีกบ้าบ่มาดีแม็กกันเสบ้าสู่เด้อัจฉันตยาหาดีงาพะยาเยตาธนามาเว้ရှိတယ်อ่ามาดีแม็กกันเสบ้าโกจ่ํามาตาอริยะปกโกရှိတယ်อ่ามา อริยะปกโกหาแล้วเว้ดีกบ้าบ่มางาพะยาเยตาธนามาเว้ရှိတယ်อ่ามาแม้โกหากูอ้าถုတ်ไล่တော့สรว่าตัวอ้าถုတ်ไล่ตาอ่าตูยะหันตาผิดไปมาพะยาปริณีมาสั่งว่าล่ะอ่ามาเอตัวนอกซ้องตาว่ากะอ่ามาญาสอบพะยาเนาะซ้องอะเป็นสัปปะดะสัปปะดะสุสุปะดะสุปะดะอ่ากุ้ยกองไงเก๋ล่ะก็เก้าจ่วงมาลุกดึกฝักซับนิกบาง Lúc mà có thời điểm cuối cùng á, cách cái đó khoảng chừng 15 phút nữa, khoảng 10 đến 15 phút nữa là Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì trong khoảng thời gian đó thì có một vị Bà La Môn tên là Subhadda. Subhadda này lại muốn gặp Đức Phật. Thì là trình báo với Ngài Ananda, thì Ngài Ananda từ chối là Đức Phật đang mệt, là không muốn gặp ai cả. Nhưng mà khi nghe được thông tin như vậy thì Đức Phật bảo Ngài Ananda hãy cho ông ta vào để gặp Như Lai. Thì khi vào gặp Đức Phật ấy, thì cái ông Bà La Môn này ông hỏi Đức Phật, ông hỏi rất là lung tung, hỏi chuyện trên trời, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, bây giờ ở trên thế giới là có rất là nhiều Phật, ai cũng xưng là Phật, ai cũng xưng là thánh nhân, vậy chỗ nào là Phật? Thì Đức Phật nói rằng đừng hỏi lung tung, đừng hỏi đâu kể, đừng hỏi lung tung, mà hãy tập trung lắng nghe Như Lai giảng dạy. Thì trong giáo pháp của Như Lai chỉ có một con đường tu tập, đó chính là gì, là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo, khi mà ông bản thân Như Lai tu tập Bát Chánh Đạo và bản thân Như Lai trở thành một vị Phật, và ai bất kỳ mà khi tu tập về Bát Chánh Đạo thì sao, thì sẽ thành tựu được sự giác ngộ đó. Bát Chánh Đạo chính là gì, là Mắc Cá Sách Chá, là đạo đế đó, Bát Chánh Đạo. Và khi mà lắng nghe Đức Phật giảng dạy như vậy thì ông ta tu tập và trở thành bậc thánh A La Hán, và ông ta chính là gì, chính là cái đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Ta trong một lũ A Long Ngài chúc cho tất cả quý Phật tử cố gắng tu tập chánh pháp, tu tập thiền Vipassana, tu tập để thành tựu, để trở thành những bậc cao thượng cao quý. Ngài chúc cho các vị luôn luôn được thành tựu những bậc cao quý khi thực hành giáo pháp. Ngài kết thúc thời pháp chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền 30 phút.